mật rất là mịn và sánh, chúng ta có thể đưa lên cao như thế này trông rất là hấp dẫn đúng không nào. Đấy. Mọi người ơi, vừa rồi mọi người đã cùng ta trải nghiệm, chúng ta trải nghiệm là pha được 4 ly cà phê espresso rất là thơm ngon đúng không nào. Và bây giờ để trải nghiệm thêm, chúng ta sẽ cùng nhau làm cà phê bạc xỉu. Vậy là cà phê bạc xỉu, một loại cà phê thưởng thức rất là siêu đặc biệt và thơm ngon. Và các bạn cùng quan sát theo chân mình để mình có thể pha cà phê bạc xỉu cùng các bạn xem nha. Mình sẽ sử dụng một chiếc máy trộn bột đa năng. Đây nha các bạn. Đây, thang máy cao như thế này và chúng ta có hai cái khung điều chỉnh là chúng ta đánh mạnh và vừa. Bây giờ mình sẽ cho lượng cà phê vừa chúng ta vừa pha như thế này vào trong ly luôn nhé. Tùy theo các bạn có thể đánh bạc xỉu thì chúng ta phải cần một lượng nhiều hay ít tùy theo cái ly của mình. Không nhất thiết là chúng ta phải sử dụng số lượng quá nhiều, thường khoảng 30-50ml chúng ta có thể làm bạc xỉu được rồi. Hôm nay mình sẽ sử dụng cả 4 ly này để chúng ta trộn cả Arabica và Robusta để thêm cái độ vị sánh mịn của cà phê bạc xỉu nha. Về cà phê bạc xỉu này là một phong cách thưởng thức cà phê mới cũng như là rất là hấp dẫn luôn. Và trước đó thì mình sẽ sử dụng, mình sẽ cho sữa đặc vào trong ly trước để thầy con. Phần sữa đặc này tùy theo các bạn, chúng ta muốn uống ngọt hay là uống đậm thì mình cho vừa phải nha. Mình sẽ cho uống vừa thôi. Mình sẽ đặt bên này. Để cà phê chúng ta sánh mịn là chúng ta sẽ sử dụng cà phê pha máy là được rồi. Nhưng nếu các bạn muốn giữ được lâu, những thực khách của chúng ta ngồi này chờ thật lâu thì chúng ta có thể cho thêm một ít đường vào phía bên trong để đặt cái cà phê này giữ được lâu và mịn. Mình sẽ sử dụng 4 thìa đường nhỏ này nhé. Không cho đường vào trong một tiết thì chúng ta khi mà ra cho khách mình có thể bỏ một tiết đường bên cạnh, khách có thể cho thêm nếu muốn ngọt thêm. Và bây giờ mình sẽ đưa lên phần phía trên mà mình đánh. Chúng mình sẽ thử đánh luôn cho các bạn cái phần đánh mạnh luôn để các bạn dễ quan sát hơn. Đầu tiên thì mình sẽ đưa cái phần đánh vào phía dưới, sau đó chúng ta sẽ đưa đánh trộn lên phía bên trên. Rất là nhanh đúng không? Phần bột của chúng ta đã lên nhanh chóng rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho vào phía bên trên nha. Mình sẽ tạm nát các bên cà phê qua một bên. Đây các bạn cùng cho vào của mình nhé. Phần bọc rất là mịn và sánh, chúng ta có thể đưa lên cao như thế này trông rất là hấp dẫn đúng không nào. Đấy. Rất là nhanh đúng không các bạn. Ly bạc xỉu như thế này chúng ta vừa thưởng thức cà phê nè, đặc biệt là dụ như chúng ta làm thêm món để tặng thêm manh nu cho khách cũng như là những chị em phụ nữ chúng ta thì những ly cà phê bạc xỉu như thế này cũng rất là dễ thưởng thức luôn đó mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, mong rằng video này sẽ giải đáp được nhiều thắc mắc của tất cả các bạn. Nếu muốn theo dõi thêm video hãy nhấn đăng ký ở phần phía dưới và đừng quên nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta có thể nhận được nhiều video thêm nữa từ Kacha nhé. Xin chào các bạn.